Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt quý anh chị, trước mắt anh em là dòng xe Hyundai Tucson nhé. Dòng xe thuộc phân khúc gầm cao 5 chỗ cỡ C của nhà Hyundai. Mà trong cái video ngày hôm nay, hiện tại thì bên em đang bắt đầu nhận đặt xe của cái phiên bản mới, là cái form mới của 2024 anh em nhé. Với những cái chính sách giá bán ở thời điểm này thì bên em đang nhận đặt cọc bán với cái mức giá đề xuất là nguyên giá và chi tiết cái tổng lăn bánh của từng phiên bản của dòng xe Hyundai Tucson ở thời điểm này có cái mức tổng lăn bánh như thế nào thì mời anh em theo dõi xuyên suốt video để có thể nắm được. Hiện tại thì với cái phiên bản mới của Hyundai Tucson thì vẫn được bán ra thị trường với 4 phiên bản, bao gồm phiên bản 2.0 xăng tiêu chuẩn, 2.0 xăng đặc biệt, 2.0 dầu đặc biệt và phiên bản 1.6 turbo. Và để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Hyundai Tucson 2.0 xăng tiêu chuẩn nhé. Bản này thì vẫn có cái mức giá niêm yết đề xuất là 769 triệu. Mức ưu đãi ở thời điểm này thì bên em vẫn sẽ bán với cái mức giá là 769 triệu anh em nhé. Vì cái phiên bản mới này thì bên em nhận đặt xe thôi, nhưng mà vẫn hỗ trợ là có cái chính sách mới nhất là sẽ đặt để cho anh em có cái giá mới cập nhật ở thời điểm đấy thì bên em sẽ điều chỉnh. Và tầm này là bên em chỉ có là nhận đặt xe thôi anh em nhé. Nhưng em vẫn tính tổng lăn bánh sơ bộ để anh em sẽ hình dung được con số cần chuẩn bị. Ở khu vực Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị cho em là 833 triệu nhé. Trả góp thì đang là 183 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 824 triệu. Trả góp thì đang là 175 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 806 triệu. Trả góp thì đang là 157 triệu. Tổng lăn bánh trên thì em đang tạm tính với cái mức áp thuế giảm 50% lệ phí trước bạ, cũng như là bao gồm các chi phí đăng ký cố định như là tiền thuế trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói. Thời điểm này thì bên em hỗ trợ đặt xe rồi, chính sách giá bán sẽ ưu tiên với những anh em đặt cọc trước nhé. Thời điểm này thì sẽ có những cái chính sách đặc biệt cho những anh em đi đặt cọc ở thời điểm này. Tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Tucson 2.0 xăng đặc biệt. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 839 triệu. Chính sách giá bán ở thời điểm này thì bên em cũng đang hỗ trợ đặt xe với cái form 2024, form mới đấy ạ. Sau khi áp dụng về quyền linh động, về phụ kiện, cái giá xe thì bên em vẫn bán với cái mức giá là 839 triệu anh em nhé. Thời điểm này thì bên em hỗ trợ nhận đặt xe thôi. Và cái thời gian dự kiến xe form mới nó vào khoảng 20 tháng 9 này anh em ạ. Đó, đây là thời gian dự kiến thôi. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như quà tặng thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 912 triệu. Trả góp thì đang là 183 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 903 triệu. Trả góp thì đang là 175 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 885 triệu. Trả góp thì đang là 171 triệu. Đó, đây là cái phiên bản 2.0 xăng đặc biệt. Và hiện tại thì cái dự kiến nhé, dự kiến xe vừa cái form mới về nó vào khoảng 20 tháng 9 này. Nếu anh em mà lấy xe ở thời điểm này thì bên em sẽ ưu tiên có những cái chính sách giá bán tốt nhất cũng như cạnh tranh nhất để cho anh em đặt xe với cái form mới. Hiện tại form cũ thì nó đã hết rồi, thì em cũng chia sẻ để cho anh em có thể nắm được. Và tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản thứ ba, đó là cái bản Tucson 2.0 dầu đặc biệt. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 909 triệu. Với cái mức ưu đãi thì hiện tại nó không có chính sách gì, và bên em vẫn hỗ trợ tính cái lăn bánh mà đang là 909 triệu anh em nhé. Ngoài ra thì bên em vẫn có những cái phần quà đặc biệt, chi tiết thì anh em vui lòng gọi điện cho em và em tạm tính cái tổng lăn bánh ở thời điểm này. Ở khu vực Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị cho em là 986 triệu.
trả góp thì đang là 205 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 976 triệu, trả góp thì đang là 196 triệu. Còn anh em ở tỉnh cần chuẩn bị cho em là 958 triệu, trả góp thì đang là 178 triệu anh em nhé. Đó, đây là phiên bản 2.0 giàu đặc biệt. Với cái mức ưu đãi thì về cơ bản thì em đang tính với cái mức ưu đãi bán nguyên giá, thì là nó chưa có cái chính sách cụ thể, nhưng mà em vẫn tạm tính như vậy. Nghiễm nhiên là sau này mà có cái điều chỉnh về khuyến mại thì nghiễm nhiên là anh em sẽ được giảm đi anh em nhé. Và chính sách sẽ tốt nhất cho những anh em tiên phong đặt cọc đầu tiên anh em ạ. Ok, và cuối cùng thì em xin chia sẻ với anh em cái bản 1.6 Turbo. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 919 triệu. Chính sách giá bán thì ở thời điểm này bên em vẫn hỗ trợ là đặt xe thôi. Và với cái mức giá niêm yết đề xuất của showroom đại lý bên em vẫn là 919 triệu. Và hoàn toàn có những cái chính sách mới nhất và tạo điều kiện cho những anh em mà đặt cọc sớm nhất thì có những phần quà sẽ tăng cường hơn khi mà cái giá chính thức nó có anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại, em sẽ tạm tính cái tổng lăn bánh được áp dụng giảm 50% thuế trước bạ. Ở khu vực Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị cho em là 997 triệu, trả góp thì đang là 214 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 987 triệu, trả góp thì đang là 204 triệu. Còn anh em ở tỉnh cần chuẩn bị cho em là 969 triệu, trả góp thì đang là 186 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán của cái phiên bản Hyundai Tucson, phiên bản mới nhất, form mới nhất của 2024, chuẩn bị ra mắt dự kiến vào ngày 20 tháng 9 sắp tới. Thời điểm này thì bên em hỗ trợ đặt xe cũng như là có những cái chính sách giá bán và quyền linh động và quà tặng tốt nhất cho những anh em tiên phong đặt xe ở cái thời điểm này luôn, đúng không ạ? Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký ủng hộ kênh của em, cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.